Hiện nay là mình đang đứng trước cái cổng cổng chùa các bạn. Thì ở trước phía chùa Hưng Thiện hay là chùa Vũ Tòng hay là còn gọi là chùa Mẹ Đông Hải của Bạc Liêu. Thì có trước khi qua bên chùa thì có một cái con cầu và một cái con kinh, và có chỗ đó đây là những cái bờ kè sau này chùa mới xây thì rất là đẹp các bạn. Thì du khách có thể đến đây để ngồi ở ngoài mé cái bờ kè để mà hóng mát và ngắm phong cảnh thật đẹp. Và cũng con sông này thì du khách có thể là ngồi đò từ ở phía bên ngoài vào. Khi mình đi xe lớn vô các bạn thì xe khoảng 45 chỗ thì có đò người ta sẽ đưa vô tới chùa để tham quan chùa Hưng Thiện. Bây giờ mời quý cô chú anh chị bắt đầu đi dạo vào sông nước miền Tây ngày hôm nay. Đến để mà viếng chùa rồi sau đó tham quan và mua sắm những cái món đồ kỷ niệm hay là món cái đặc sản của nơi đây. Còn đây là những cái quán nước mía bán ve trước cổng chùa để cho khách tham quan để uống giải khát các bạn, cũng khá là nhiều. Thì hôm nay mình đến đây mình thấy bà con Phật tử ở các nơi đổ về ngày hôm nay trong tháng giêng các bạn khá là đông. Đây những cái hàng quán người ta cắt cặp cái mé xe là kinh đó bạn. Đây những công cụ quán là xin luôn các bạn ơi. Đây nước mía các bạn. Đó, thì ngồi cặp mé sông mới thoải mát luôn. Đây, rất là vui tính các bạn ơi. Sông nước miền Tây. Đây mình dọc dọc để cho quý cô chú anh chị xem ở cái khung cảnh của chùa Hưng Thiện những ngày đầu năm tháng giêng. Thì mình thấy ở đây rất là vui các bạn. Sau khi được mở cửa trở lại đón du khách đó, thì ở thế này khá là đông nha. Hôm nay thì mình đi đến đây trong vòng tháng giêng gần tới ngày rằm đến đó, thì bà con mình đến viếng chùa cũng khá là đông. Hôm nay là ngày chủ nhật nữa các bạn, cho nên khách nó đổ về đây khá là nhiều. Và các bạn nhìn thấy ở đây ta bán đủ cái món hết trơn các bạn. Còn bên này bán cà phê. Chủ quán cũng vừa tay chào mình luôn. Cà phê ba mái luôn các bạn. Đây là cái cảnh, ngọn cảnh mình đã đứng ở khu vực này. Còn đây là những cái món đồ đặc sản ở đây các bạn. Đây có bán bún nước lèo nữa các bạn.
đó các bạn nhìn thấy là du khách đến đây sẽ tự do mà lựa những cái món đồ mình để đem về làm những cái quà biếu đầu năm đến cho bà con mình ở xa đến. Thấy là khách và người bán ở đây rất là vui luôn các bạn, rất là niềm nở ở đây này. Mình đi dọc cho các bạn thấy hôm nay là khá là đông luôn các bạn. Giờ này mình đi là cũng buổi trưa các bạn, nhưng du khách ở đây khá là đông luôn. Đó, các bạn nhìn thấy rất là nhiều người đến để mà dâng hương chùa vào đầu năm để cầu may cho gia đình gia đạo bình an, dồi dào sức khỏe. Thì hầu như là bà con mình đến đây thì thực hiện tốt cái thông điệp 5K các bạn. Các bạn nhìn thấy những món đồ. Bây giờ mình đi vào bên trong chùa để xem người ta như thế nào nữa các bạn. Sẽ đi dọc ở đây để vào trong chùa cho các bạn xem. Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me. Trước cái chỗ mẹ Đông Hải thì bà con mình đến đây để chụp hình khá là nhiều. Đây là cái tượng Phật cao nhất ở miền Tây các bạn, tượng bà mẹ Đông Hải rất là đẹp nha. Bà đang đứng uy nghi giữa trời luôn các bạn. Đây là có mây trắng và mây xanh trên trời rất là đẹp, và hai bên thì có nhiều cái cô tiên và dọc hai bên các bạn. Còn du khách mình ở đây thì dâng hương và chụp cảnh lưu niệm khi đầu năm đến để mình có những cái tấm hình đẹp để kỷ niệm về sau. Thank you.
Đó, đây là chỗ này thì người ta dâng hương các bạn. Đây. Chú Đại Bi. Ở này có những cái bia rất là đẹp. Đó, bạn nhìn thấy là khói nghi ngút. Đây để mình đứng này để coi chỗ thắp dâng hương cho bà các bạn. Vừa lớn vừa nhỏ, vừa trai gái đều đến để cầu nguyện cho gia đình gia đạo bình an là điều mong muốn nhất, sức khỏe dồi dào. Các bạn nhìn thấy là trước khu này là cái khu chùa Hương Thị, cái không gian ở ngoài này rất là đẹp nha. Đây các bạn nhìn thấy là toàn cảnh của chùa Hương Thiện cực đẹp luôn. Dưới khu vực này, ở trên này thì mặc dù là gió rất là nhiều nhưng mà các bạn lên đây nhìn xuống cái khung cảnh ở xung quanh ở cái vùng đồng bằng của chùa Hương Thiện rất là đẹp, khung cảnh rất là trong lành luôn rồi các bạn. Đó, đây là mình toàn đứng ở trên cái khu dưới chân bà đó, các bạn nhìn xuống này rất là đẹp nha, và những hình ảnh này rất là đẹp luôn á.
mình đi vào cái bên chỗ Phật bên đây nữa các bạn. Thì chùa Phước Thiện cũng có mới xây cất bên đây chưa có hoàn thành, nhưng mặc dù ở bên trên chưa nhưng mà bên dưới rất là đẹp, để mình đi vào cái khu vực này để cho các bạn xem. Thì phía trước này là chỗ cái miễu bà Thiên Hậu nè các bạn, 12 mụ bà cái gì đó. Bây giờ mình sẽ đi vào bên đây để cho các bạn thấy. Đây trước này có mẹ Quan Âm, người ta cũng dâng hương bái Phật đầu năm ở nơi đây các bạn. Rồi mình đi vào bên trong để gửi đến quý chú anh chị xem nha. Mình đi vào cái chỗ cái giảng đường của chùa Hương Thiện các bạn đó, mấy bạn nhìn thấy bên trong thì ở dưới lót cái nền gạch bóng kiến rất là đẹp, dội lên với những cái tượng Phật ở bên trên. Và du khách mình đến đây thì mình phải đi chân không vào đây các bạn, rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy là từ ở dưới cho lên trên có màu vàng và là màu cam cam, và cái tượng Phật ở trong đó có phát ra những cái ánh hào quang, thì các bạn nhìn thấy rất là đẹp chỗ cái giảng đường của chùa Hương Thiện. Thì mình đến đây là với tâm nguyện là cầu cho gia đình ông bình an là điều thứ nhất, và gia đình làm ăn phát tài phát đạt trong những ngày đầu năm. Thì mình đến đây để gửi đến quý cô chú anh chị xem những hình ảnh này ngày đầu năm tại chùa Hương Thiện của Bạc Liêu. Và các bạn nhìn thấy giờ này bà con mình vào đây khá là nhiều, khung cảnh trong này rất là mát mẻ các bạn. Những người con gái trẻ hay là những và cũng đến đây để mà bài Phật ở trong cái giảng đường này luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy vậy, người ta vô này rất là đông, rất là đẹp luôn, mình nhìn ở trong này. Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, và hãy đón xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Xin cảm ơn, bye bye, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của Thanh nhé.